Bé gái chào đời ở tuổi 22 tuần 4 ngày, cân nặng lúc sinh chỉ 400g. Các bác sĩ đánh giá đây là ca sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam được nuôi sống thành công. Bé gái có tên An Chi sinh ngày 3 tháng 8 2022. Trải qua một năm nuôi nấng vất vả, đến thời điểm hiện tại bé đã phát triển được 6,4kg, chiều cao 67cm. Thể trạng của trẻ qua khám định kỳ và khám chuyên khoa đều có kết quả tạm ổn, chưa phát hiện bất thường. Gia đình bé An Chi cho biết, trong quá trình chăm sóc bé, mọi người vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 2K, khẩu trang và khử khuẩn, hạn chế cho trẻ ra ngoài tiếp xúc những nơi tập trung đông người, dễ phơi nhiễm. Mẹ bé An Chi kể, bé đến với gia đình là một sự bất ngờ khi mà trước đó vài tháng chị mới bị COVID-19. Khi đó chị vừa phải đi học đi làm, cường độ đi lại gấp nhiều lần so với bình thường. Thêm vào đó với việc áp lực trong công việc cũng có thể là lý do khiến chị lên cơn co, có nguy cơ sảy thai. Ngày 2 tháng 8 2022, chị bị vỡ ối và nhiễm trùng ối, được người nhà đưa vào khoa sản bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Khi đó các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, ối đã bị cạn và nhiễm trùng phổ rộng, có nguy cơ khó giữ được em bé. Sáng ngày 3 tháng 8 2022, phó giáo sư Phạm Bá Nha, trưởng khoa sản đã chỉ đạo các bác sĩ cùng toàn bộ ekip đỡ đẻ cho bệnh nhân. Đúng 8:45 ngày 3 tháng 8 2022, nhân viên y tế đưa bé vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay, đưa xuống cấp cứu tại trung tâm nhi khoa. Bé An Chi được nằm điều trị trong lồng ấp 3 tháng 4 ngày, sau đó các bác sĩ cho ra ngoài phòng điều trị tích cực. Lúc này gia đình và chăm sóc trực tiếp cho cháu dưới sự hướng dẫn tận tình của các y bác sĩ điều dưỡng trung tâm nhi khoa. Đúng thời điểm cháu được chuyển từ lồng ấp ra ngoài cũng là lúc bệnh viện có hội thảo quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia người Mỹ đánh giá về quá trình phát triển não ở trẻ sinh non. Các chuyên gia người Mỹ sau khi thăm khám cho bé ngạc nhiên về khả năng phát triển não của cháu tại thời điểm đó đang hoàn thiện bình thường khi bé sinh non mới có 22 tuần 4 ngày. Nhìn thấy con quá bé nhỏ, có trang trí to hơn con chuột hamster một chút. Các máy móc thiết bị, các dây chuyền trang trí được cắm kẹp trên đôi tay, đôi chân bé xíu xiu. Mẹ cháu đứng nhìn con mà khóc nhòe ướt mắt. Chị thì thầm nói rằng cảm ơn con đã kiên cường, bản lĩnh đến với bố mẹ. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy con có sự thay đổi tốt, ăn được, ngủ được, tăng trưởng đều là cả nhà đều phấn khởi. Như được tiếp thêm sức mạnh để kiên trì đồng hành cùng con, nuôi dạy và chăm sóc con từng bước trưởng thành, mẹ bé An Chi tâm sự. Sự quan tâm đặc biệt, hết lòng hết sức bằng tất cả trí tuệ, đạo đức của các y bác sĩ như cho con được sinh ra lần thứ hai, mẹ bé cho hay. Đồng thời mong các gia đình có hoàn cảnh như An Chi sẽ tiếp tục chiến đấu, viết tiếp lên những câu chuyện cuộc đời cho riêng mình. Hồi tháng 7, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã nuôi sống thành công em bé chào đời tuần thai thứ 26 nặng 400g. Thông tin về ca sinh non đặc biệt này, Bệnh viên Phụ sản Hà Nội cho biết, mẹ bé LTT 32 tuổi tại Thanh Hóa có tiền sử sản khoa nặng nề, từng sảy thai và sinh non nhiều lần. Đây là lần mang thai thứ 7 trong thai kỳ, chị T bị tiền sản giật nặng, thai nhi có tình trạng suy dinh dưỡng trong tử cung và cạn ối. Từ tuần thai thứ 21, các bác sĩ đã chỉ định chuyển ối cứu thai nhi. Đến tuần thứ 26, tình trạng tiền sản giật của người mẹ ngày càng nặng nề. Thai nhi đối diện nguy cơ mất tim thai nên gia đình có nguyện vọng đình chỉ thai nghén với mục đích chính là cứu người mẹ. Để chuẩn bị cho em bé ra khỏi bụng mẹ, mọi thứ đều được chuẩn bị tốt. Các bác sĩ sơ sinh sẵn sàng đón em bé, máy thở cũng được chuẩn bị sẵn. Sản phụ được cây chuyển dạ sinh thường và em bé sinh ra trong một hình hài nhỏ xíu, chỉ nặng 400g. Trong quá trình hồi sức sơ sinh ngay tại phòng sinh, các bác sĩ đã giải thích với gia đình để xác định tâm lý rằng em bé khó có thể qua khỏi. Sau khi được bóp bóng hồi sức tích cực 20 phút, da bé đã hồng hơn, có phản xạ tay chân, mở mắt. Trong quá trình điều trị, có lần con bị nhiễm khuẩn nặng, phải điều trị một đợt kháng sinh. Rất may mắn, con đáp ứng thuốc và qua được giai đoạn nhiễm khuẩn nặng nhất. Trẻ sinh non thường có tình trạng thiếu máu nên con được chuyển máu định kỳ 3 tuần một lần. 2 tháng sau, cân nặng của bé đã lên 1,2kg. Khi tình hình sức khỏe ổn định khá tốt về mọi mặt, con được chuyển ra ngoài để được ấp kangaroo với mẹ như các em bé khác. Từ ngày được cảm nhận hơi ấm, tình yêu thương trong vòng tay mẹ, con phát triển rất nhanh và ổn định.